Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Mực In Thành Đạt. Trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn loại mực dầu Bigman UV. Đây là một giải pháp thay thế hiệu quả nếu như chúng ta sử dụng mực zin chính hãng với chi phí đắt đỏ. Và các bạn in của mực chính hãng thì cũng không có thể sử dụng được lâu dài như là loại mực dầu Bigman này. Thì đầu tiên, loại mực này với hai size kích thước đóng gói, có size loại nhỏ với dung tích là 100ml, size loại lớn với dung tích là 1 lít. Và loại mực này bao gồm 6 màu mực khác nhau. Thứ nhất là màu đen, vàng, đỏ, đỏ nhạt, xanh đậm và xanh nhạt. Thì đây chính là 6 màu cơ bản dùng để phối ra tất cả các loại màu sắc khác nhau trên cái file hiệu của chúng ta. Và đối với loại mực này thì chúng ta sẽ thích hợp phù hợp cho các máy in full màu của Epson. Ví dụ như các máy L805, máy in L1300 hoặc máy in L1800. Lưu ý cho các bạn, loại mực này là loại mực ngoài, không phải mực zin chính hãng, nên khi chúng ta sử dụng thì có những cái nguyên tắc cơ bản khi chúng ta sử dụng nó sẽ, ví dụ như sử dụng lâu dài thì nên vệ sinh lại máy thường xuyên để được đảm bảo được độ phun và dàn cơ của máy sử dụng tốt. Và đối với loại mực này có ưu điểm là gì? Thứ nhất, ưu điểm của sản phẩm này đó chính là các ấn phẩm các bản in của chúng ta hoàn toàn để được lâu dài mà không hề sợ bị bay màu hoặc lem màu khi gặp nước, hoặc chúng ta để các bản in trong môi trường ẩm thấp có nhiều sương hoặc là nhiều nước thì sẽ không bị bay màu. Tuy nhiên, loại sản phẩm này, loại mực này cho ra đời bản in có những mặt hạn chế như thế nào? Lưu ý giúp mình, đối với loại mực này nếu chúng ta sử dụng thì màu sắc của bản in da nó sẽ không được đậm nét, không được sắc nét như là mực zin chính hãng nha các bạn. Tuy nhiên thì bản in thì nó vẫn đạt được cái độ tinh tế và cái màu sắc cơ bản của file chúng ta thiết kế. Thì một xíu nữa, một lát nữa mình sẽ test loại mực này kèm với máy in L805 để các bạn thấy được cái sản phẩm bản in của chúng ta đối với mực dầu Bigman UV này nó sẽ như thế nào. Về ứng dụng của loại mực dầu Bigman UV này rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta có thể ứng dụng trên rất là nhiều ấn phẩm khác nhau. Với đặc tính của loại mực dầu là các bạn in sử dụng được lâu dài, chúng ta hoàn toàn có thể in các văn bản dùng để lưu trữ, các thiết kế trong các công ty thời trang dùng để lưu trữ lâu dài, hoặc là các catalo để gửi tới khách hàng. Ngoài ra chúng ta cũng có thể ứng dụng để in tờ rơi, in danh thiếp, in menu, hoặc có thể in trong công nghệ in thẻ nhựa PVC. Trên đây là trong video này là mình đã có giới thiệu về những tính năng ứng dụng của sản phẩm này rồi. Sau đây mình mời các bạn theo dõi về sự kết hợp giữa máy in L805 sử dụng mực dầu Bigman UV sẽ cho ra đời bản in như thế nào nhé. L805 sử dụng kết hợp với mực in dầu Bigman UV. Các bạn thấy là màu sắc nó nhạt hơn một chút so với các loại mực khác như mực zin chính hãng hoặc là mực nước in tiếp. Tuy nhiên về cơ bản vẫn đảm bảo được lên tới 85-95% màu sắc cũng như là bộ cục của sản phẩm. Trong video lần này thì mình đã giới thiệu đến các bạn loại mực dầu Bigman UV, một giải pháp thay thế hiệu quả dành cho mực in chính hãng. Thì nếu các bạn có quan tâm đến các dòng sản phẩm này, vui lòng liên hệ tới hotline ở trên màn hình, sẽ có nhân viên của Thành Đạt tư vấn và báo giá cụ thể. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập website của mực in thành đạt.com để tham khảo những sản phẩm có liên quan. Mời các bạn like và đăng ký kênh của Thành Đạt để theo dõi và ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ạ.